Thì hai cha con mình về trước mẹ ha sao ha. Dạ mẹ chào ông bà đi. Chào bà ơi. Rồi gia đình Phong Nguyễn chào ông bà của bà. Rồi xuất phát sao ơi. Sắp gặp mẹ mừng không sao? Mừng không? Mừng dữ không? Mừng. Ôi, để ba chạy từ từ nha. Đây đoạn đường Huyền Thoại. Rồi tới rồi sao ơi. Bữa nay sao bữa nay hai cha con mình rước em với mẹ về ha. Chịu không? Em đang đâu mà? Trời ơi. Tay đây nè. Tay đây nè. Ồ cái ngón tay sao dài quá không cắt em? Tay dài mới cắt. Dài tháng mới cắt. Thì cô chú anh chị bữa nay đám đầy tháng đặt tên cho bé thì Phong Nguyễn với gia đình thì cũng rước bé về để làm một cái bữa tiệc đặt tên nhỏ nhỏ. Gì? Có bé sâu qua đó mà. Con nói gì? Hôm nay nhà con có ngoan không? Nhà chào ông bà cô bé. Trời ơi nháp nữa. Hôm qua chắc biết bữa nay bà rước à. Nháp là đâu ngủ đâu. Sáng giờ đâu ngủ. Ơi đừng có dán miếng, gỡ miếng đi của em. Rồi. Trời em mắc cục đó. Mắc cục mà nó gãy. Hết mắc cục gãy ra luôn hả? Gãy ra luôn đi con. Gãy ra luôn đi. Em mắc cục. Nãy ba đòi đi con mình mà bé sâu cũng đòi đi theo mới ghê. Con đòi đi theo rồi. Dạ được rồi mẹ ơi. Sao ơi, qua nay có ngủ gì được đâu. Dạ mà. Dạ. Trời con đi già hả? Nãy hỏi con Nguyên đâu rồi. Thấy bà chuẩn bị bà hung em cái lật đật chui lên nè, có chuyện té nè. Hết. Trời. Đó từ từ. Bé sâu thương em không? Con biết. Em bé à. Trời. Đó nè. Thôi con đừng có tha đầu em đó. Mấy đầu em còn non nữa biết không? Tối nay mẹ về vui không? Vui mà. Trời. Vui mà. Vui không mẹ? Ba hỏi con mà. Ba hỏi con không thèm trả lời. Con kìa. Gửi tay ra. Thì con gửi cho anh Chí. Để nè, ba hỏi con kìa. Hôm nay sao bọn đồ đẹp quá ta. Đồ của bác Tư Mai á, Tự Mai đó. Đẹp quá ta. Sao đẹp quá ta. Ba. Hả? Nè, hôm bữa cháy té chạy cái lỗ mũi nè. Hôm kia nữa em hỏi nó té đâu chạy. Trời dữ. Trời. Thấy em muốn về nội không? Em é é quá thấy không? Thôi thì cho em ăn miếng đi. Sáng giờ nó có bú không em? Có. Cho nó bú rồi. Cho nó bú đi. Nghe bằng đồ đẹp quá. Ba giờ Phong đang cúng. Cúng xong rồi Phong mới dứt vợ về bển. Nay ba bận lên đồ cũng đẹp trai lắm chứ phụ ba. Bình thường ở nhà bận đồ không được đẹp, bây giờ lên đồ thấy đẹp quá. Nhận ba không già. Hôm qua có uống rượu không ạ? Uống rượu lắm đó. Dạ. Hôm qua ba uống nhiều không? Hết. Dạ. Đây hình ấy xôi với chè Phong cũng đem về đây cho. Kiến nó lên mới chạy. Thôi mới chút xíu mà kiến lên rồi ba. Nhanh quá. Nghe hơi đồ. Dạ. Cũng là con nhỏ tí. Này. Đây cô bác anh chị xem là nhang á, nhang khi đốt mà nó không có tàn á, cái cho nó còn nằm trên đây á là giống như cô bác lớn à, nói là có giống như mà người ta ông bà tổ tiên có trứng á. Thấy nước hay chưa? Dạ. Này vui không ạ? Tí nữa giờ anh dạ. Hôm nay ông bà ngoại hơi cực mà vui. Bữa nay mấy đứa nhỏ nó về với vợ Phong về. Giờ còn chống chân chống chọi. Mẹ Phong cũng mới lên đồ luôn. Rồi bé sâu chơi nữa, lấy đồ chơi cho chơi nữa. Đã quá ta. Ít quà ba. Xách nhà ra ngoài thôi.
Này anh Khánh quay bên nhà, Phong quay bên đây. Trời cuốn lại giờ thấy ghét kìa không? Đây. Bộ có cái đó bánh đó đem vô bánh để tả. Dạ, có bịch nào hả? Ở trong có bảy để mùa mở cái vườn của mẹ, mẹ lát một sách vô mà xả. Dạ. Bước xuống từ từ. Này, hồi nãy có làm một cái xôi chè cũng cúng ở đây xong á, đem về bển, bên nhà Phong cũng đang cúng bên bển đó của bác chị, đợi dước bé về. Rồi bé Sâu ngồi chơi à, bé Sâu câu cá hả? Trời ơi câu cá giỏi quá ta. Này ông ngoại đẹp trai quá nhận không da sao ơi. Hôm nay Nguyên có vô nữa mà. Ôi trời ơi lại dạ. Đó. Dạ. Trời ơi mẹ ấm em nè. Ba con. Trời ơi. Rồi coi chừng em nha. Đây chỉnh em lại nè. Trời ơi. Đừng hôn nha má. Trời cái này bé Sâu em về chắc không ổn, bé Sâu quá. Lấy tay ra bé Sâu ơi. Chúng em đau á. Bữa nay đám đặt tên con của em của con rồi, con cho bé em cái gì? Sâu. Rồi nghe nói cho em cái gì cái lãng lãng đi mất tiêu. Đói bụng chưa? Lè lưỡi rồi đói bụng chưa? Giỡn gì á? Nên bữa nay nó ngủ được không em? Dạ được. Nè đâu sao dòm ba quá trời vậy ta? Em cái đầu nó chùm đầu. Nhớ ba không? Lấy nhiều quá. Chúc vợ ba về rồi chúc có cô bác mạnh. Cô bác cho tiền con uống sữa nè. Cười, nghe nói cho tiền vô uống sữa nghe cười. Đó, cười nữa. Giờ, sáng giờ không ngủ luôn. Sáng giờ không ngủ hả? Biết về nội rồi. Bữa nay là biết ngày vui. Bữa nay về nội. Đây, bà ngoại cúng sắp xong rồi. Nãy cúng rồi cũng xong rồi. Bây giờ Phong đem vô nhà. Lúc này mẹ Phong đem đi kiến cho bà con ở trong ruột gần gần ở đây á của bác anh chị. Em bỏ xuống sao hết không ạ? Này chiều có kêu Hùng Nguyên ấy vô ấy mà. Rồi bé Sâu chuẩn bị sức khoát nè. Chuẩn bị sức khoát rồi nha, dẹp gọn vô. Gọn vô đi té đó nha. Đây con ấy cho ba. Này bà quà bệnh tới bến bữa. Đi qua nổi chú không biết về nổi không. Hôm nay cho bà vợ tới bến bữa. Cho bà tới bến bữa nha mà. Cho ở trên ấy nữa. Lát ai đưa về? Con đưa bà về. Kìa phụ ba kìa cầm xuống đi con. Sao cũng ngoan không phụ ba. Kìa phụ ba đi con. Sâu dẹp nó đi con. Dẹp đi con. Sao ngoan nè. Kìa coi ba leo kìa. Ồ. Thấy chưa. Con dẹp đi con. Ừ sao giỏi nè. Rồi con. Giờ con cắm chỗ ấy đợi đi. Dẹp đi con. Ồ.
Sao ơi. Đâu chuẩn bị đi rồi nè. Trời, kiếm được cái nón hay vậy? Đâu đội vô ba coi coi được không? Trời, bữa nay sâu có em nói chuyện quá trời nói luôn. Lanh quá trời lanh luôn. Cái áo hôm qua bác Tư cho mà bây giờ còn bận nữa nè. Chút bận áo mới, bận đầm vô nha. Đó, đừng có đụng vô đầu em. Nay về vui không em? Vui. Ngáp nữa kìa. Sáng giờ không ngủ giờ ngáp. Giờ ngủ rồi. Thấy ba qua cái ngủ à. Giờ ngủ rồi con. Nội giờ ngủ. Sáng giờ trong giờ không chịu ngủ. Ba qua giờ ngủ. Ngồi nghe nhọn. Gì cơ? Ngồi ghế. Mắt hí hí kìa. Mắt canh ăn trộm. Ngồi ghế nè. Vô sẵn hết vậy hả mà? Ờ, để mẹ dạ. Đi kiếm. Bây giờ mới đi luôn hả? Không có, kiếm dạ. Rồi. Dạ, dạ. Dạ, ok. Nhưng bà con cô bác mình không à? Tình làng nghỉ sớm. Ủa, xem chị Dương hộp xôi ta? Ủa? Hồi nãy nói Dương hộp xôi cho mẹ hay gì á? Cho mẹ xôi mặn á? Dạ, cái gì mà? À. Ở nhà Phong làm có trong nhà ăn không à, nhưng mà nấu chè xôi nhiều lắm. Ở dưới quê gần như đám tiệc ăn cũng vậy, cho bà con hàng xóm. Dạ. Dư. Dạ không đâu mà. Không, nãy gói sao nhiêu con đem qua mẹ. Dạ. Mà ở đây có thiếu không ạ? Có thiếu kiến không? Phần cho Út luôn. Dạ. Rồi là dì hai này. Rồi cô Út với cô một. Dì hai này. Đây mà chạy lên cậu chính luôn hả? Ờ. Trời. Rồi cô tám. Tuốt người dân kia luôn. Út. Gì á? Bữa nay mẹ với em về mừng quá hả? Ai giờ giờ giờ. Giờ. Hát ba 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 cả nhà thương nhau đi nhau. Ba ba trừ trừ ba thương con vì con giống mẹ, mẹ thương con vì con giống ba, cả nhà ta cùng yêu thương nhau, xa là nhớ gần nhau là cười. Vỗ tay vỗ tay vỗ tay vỗ tay cho ba khuyến khích ba. Trời, bây giờ đợi ông ngoại bà ngoại nữa là sức binh là đi được rồi. Ý quên nữa à, ngày mới Phong cũng kính chúc ông bà lúc nào cũng bình an, may mắn, nhiều sức khỏe và nhiều niềm vui trong cuộc sống luôn nha. Nãy giờ Phong quên chúc ông bà cô bác nữa. Hôm nay thấy vợ cái quên hết trơn luôn. Hôm nay nó mở mắt thường không em? Nay về cho mẹ đỡ cực, hôm nay cực nhưng mà vui. Về làm đồ ăn cho vợ em. Phái cười. Ê, phía sau nó chơi với ngoại này. Hả? Trời, sao lấy này nữa? Ông ngoại làm gì ông ngoại? Dạ. Ốc nó chui vô hả ba? Cái bông này 3 chiếc ra hay là mua mới hả ba? Mua nó mấy chục ngàn. Dạ. Một cây vậy mấy chục ngàn hả ba? 60 ngàn. Cái màu vàng không hả? Dạ. Có hả? Cũng nhiều màu hả ba? Nhiều màu. Có đỏ 200 ngàn. Dạ. Bữa xuống gần vô cậu Tư nhắc ba quá trời. Bữa nay qua chắc chắc ba mệt luôn rồi. Ờ đi chứ mà. Dạ. Dạ. Thế mẹ đem ít xôi chè anh kia. Dạ. Sau nhà nha, để bà qua đây các bà về. Thì cô bác anh chị bây giờ Phong đem hộp xôi với ông anh bên đây.
chó sủa quá. Tới nhà. Bác Năm ơi, em gửi bác Năm hộp chè. Hộp chè với xôi nay đắm. Dạ đầy tháng con của con. Dạ, con gửi hộp. Rồi. Rồi, thôi chúc bác Năm nhiều sức khỏe luôn nha. Dạ không đi. Gì ta? Đội lên hả? Anh Hồ không có nhà mày ơi. Dạ. Anh Hồ đi chở đứa nhỏ đi học hay gì mà. Bạn ăn cục đất sẵn rồi. Rồi thôi xuất phát thôi. Đi qua ba nè, ba chở mẹ với em với con. Ẩm bà à hả? Đây. Lên nha. Phong Nguyễn chào ông bà cô bác nha. Bây giờ thì Phong thì cũng đang dứt. Quên xin ông táo nữa. Bây giờ Phong chở vợ Phong với bé Như Quỳnh với bé Sâu về anh Vợ anh để dùng một cái bữa tiệc mini và buổi cái buổi tiệc đặt tên cho bé của bác anh chị. Có sự chứng kiến của ông bà ngoại với ông bà nội và những anh em dục thịt trong gia đình. Thì hồi bây giờ mời ông bà cô bác cùng đi với Phong Nguyễn nha. Bữa nay Phong mừng quá, không có biết lời nào nói. Nó bị léo lưỡi luôn. Rồi. Chào ông bà nè Sâu. Ba. Nè ông bà ở đây nè. Ba nè. Nè ông bà nè, ông bà nè. Ba. Xong nha. Rồi, thôi xuất phát thôi. Xuất phát thôi Sâu ơi. Nay vui không Sâu? Dứt mẹ với em về mừng không? Mừng dữ không? Chú anh chị nãy giờ Phong chạy trong kia cái đường nhỏ quá nên Phong không có dám ghi hình cho ông bà cô bác xem được. Thấy nó chóng mặt quá trời quá đất luôn. Thì Phong chạy ra đây thì bây giờ nó cũng đường nó cũng thoáng ít xe. Sẵn là Phong ghi ít hình ảnh cái đoạn đường của Phong Nguyễn chạy cho ông bà cô bác xem ở dưới quê Phong. Giờ tới đây là cái đoạn đường mà bên nhà Phong từ ngoài lộ chạy vô của bác anh chị. Ba mẹ vợ Phong chạy trước rồi. Lắc quá Sâu ơi. Về Sâu là thay đồ liền nha. Nghe Sâu. Thay cho đẹp nha. Ngoài chạy nhanh quá Sâu ơi. Đường lộ ngoài chạy chậm mà vô đường đồng chạy nhanh quá. Nhà Phong bây giờ đang rất là đông đủ luôn. Nhìn rất là vui luôn cô bác chị. Rồi. Mẹ vợ Phong chạy bo cua thấy ớn quá. Đây ông nội. Rồi về tới rồi. Đại gia đình mình đang lật dao. Bố Tư ấm xuống nha. Mẹ Phong đang cúng đây.